Too many days in the darkness, without a glimpse of the light. Running tired and broken and scared, but I swear I'll never give up the fight. I see you broken and beat, hat pulled down over your eyes. Every part of you wants to surrender, but darling, you were meant to survive. With every star, we are born again. Open your heart, spend this time in your head. With every star, you to see me.
much more to give. Don't lock me up. Am I not enough for you to see me? Và người thân thân vẫn đang xuống.
Công ty cổ phần thương mại Đông Bắc Hải Dương xin được chân thành cảm ơn xin xin của toàn thể quý vị khách hàng, các quý đối tác đã luôn tin tưởng và sử dụng sản phẩm xi măng Xuân Thành và xi măng Kaito do tập đoàn xi măng Xuân Thành sản xuất trong suốt thời gian qua. Chúng tôi cũng xin được cảm ơn tới tất cả quý vị đại biểu khách quý đã không quản đường xá xa xôi, bố trí thời gian sắp xếp công việc của mình để có mặt tại hội nghị trên khách hàng tỉnh Hải Dương năm 2022. Thưa toàn thể quý vị đại biểu khách quý thân mến, tại hội nghị tri ân khách hàng năm 2022, tập đoàn xi măng Xuân Thành và nhà phân phối công ty cổ phần thương mại Đông Bắc Hải Dương một lần nữa giới thiệu sản phẩm xi măng Xuân Thành và xi măng Kaito đến với khách hàng đại lý và thầu thợ, giới thiệu về hệ thống kênh phân phối sản phẩm. Chúng tôi mong muốn được lắng nghe nhiều hơn những đánh giá phản hồi của quý vị về chất lượng sản phẩm, nhận được các thông tin cập nhật tình hình thị trường xi măng, lắng nghe, trao đổi ý kiến đóng góp, những điều đã và đạt được, những hạn chế và tồn tại. Bên cạnh đó, quý vị có thể nói ra những điều mà quý vị cảm thấy chưa hài lòng trong quá trình hợp tác về nhà máy và nhà phân phối. Kính thưa quý vị, và mọi ý kiến đóng góp quý báu từ quý vị, chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm để không ngừng hoàn thiện, giúp cho hệ thống kênh phân phối ngày càng hoạt động hiệu quả hơn, đưa sản phẩm và dịch vụ của mình cung ứng tốt nhất.
đáp ứng mọi yêu cầu của quý khách hàng. Chúng tôi sẽ giải thích tất cả thắc mắc của khách hàng trong quá trình tiêu thụ sản phẩm. Đây là sự kiện làm tăng ra mối quan hệ cũng như là cần thiết giữa nhà phân phối của các cửa hàng bán lẻ, các đơn vị xây dựng, các đơn vị sản xuất của chủ thầu xây dựng, những người đã và đang đưa sản phẩm xi măng Sơn Thành, xi măng Thái Tô đến tận tay người tiêu dùng tại địa bàn tỉnh Hải Dương. Tất cả mọi ý kiến đóng góp quý báu từ quý vị, tập đoàn xi măng Sơn Thành và nhà phân phối Đông Bắc Hải Dương sẽ luôn lắng nghe, tiếp thu, hứa sẽ thay đổi và điều chỉnh cho phù hợp với công tác tiêu thụ sản phẩm năm 2023 nhằm phục vụ thúc đẩy sản lượng bán hàng được tốt hơn. Và đây cũng là tiền đề quan trọng để nhà máy và các kênh phân phối cùng công tác phát triển bền vững trong tương lai. Và thưa quý vị thân mến, về tham dự với chương trình ngày hôm nay, ban tổ chức chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của toàn thể quý vị khách mời. Thưa quý vị, về đại diện của tập đoàn Sơn Thành, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Vũ Quang Bắc, tổng giám đốc tập đoàn xi măng Sơn Thành. Xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Nguyễn Tiến Đạt, trưởng phòng kinh doanh tập đoàn xi măng Sơn Thành. Thưa quý vị thân mến, về đại diện đại biểu công ty cổ phần thương mại Đông Bắc Hải Dương, rất là trân trọng giới thiệu có ông Giáp Minh Đức, giám đốc công ty cổ phần thương mại Đông Bắc Hải Dương. Rất là trân trọng giới thiệu có ông Phạm Văn Thanh, phó giám đốc công ty cổ phần thương mại Đông Bắc Hải Dương. Kính thưa quý vị đại biểu khách mời, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Nguyễn Đình Hưng, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần xây dựng và thương mại vận tải Đông Bắc. Xin được trân trọng giới thiệu ông Đinh Văn Thức, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển đô thị. Xin được trân trọng giới thiệu có bà Nguyễn Thị Lệ Chi, ủy viên ban thường vụ tỉnh đoàn, thành ủy viên, bí thư thành đoàn thành phố Hải Dương, đơn vị đồng hành cùng xi măng Sơn Thành trong những chương trình giải bóng đá nhi đồng thành phố Hải Dương và chương trình an toàn giao thông tặng mũ bảo hiểm cho thanh thiếu niên Hải Dương. Xin được trân trọng giới thiệu sự diện của ông Nguyễn Văn Hiệu, chủ tịch ủy ban nhân dân xã An Thượng, nơi doanh nghiệp đặt trụ sở. Xin được trân trọng giới thiệu sự diện của ông Phan Tuấn Anh, giám đốc công ty Hữu Nghị nhà hàng Phan Anh. Trân trọng giới thiệu có ông Nguyễn Văn Hùng, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và vận tải Huy Hùng, huyện Thanh Hà. Xin được trân trọng giới thiệu có ông Vũ Việt Anh, giám đốc công ty cổ phần Việt Hương, thành phố Chí Linh. Xin được cảm ơn và xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Nguyễn Văn Lên, giám đốc công ty cổ phần Tân Hoàng Minh, 66 huyện Bình Gia. Xin được trân trọng giới thiệu sự diện của ông Phạm Văn Chiến, chủ doanh nghiệp tư nhân Chiến Nhung, huyện Cẩm Giang. Xin được trân trọng giới thiệu có ông Nguyễn Đức Trường, giám đốc công ty Đức Trường Phát, huyện Tứ Kỳ. Xin được trân trọng giới thiệu có ông Vũ Văn Đạo, phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Nam Nơi, huyện Gia Lộc. Xin được trân trọng giới thiệu ông Hoàng Xuân Điều, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Xuân, huyện Nam Sách. Xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Văn Nam, giám đốc công ty cổ phần Nam Sơn, thị xã Kinh Môn. Xin được trân trọng giới thiệu có ông Nguyễn Văn Tám, chủ doanh nghiệp Tám Lợi, huyện Ninh Giang. Xin được trân trọng giới thiệu ông Bùi Văn Phương, chủ doanh nghiệp tư nhân Phương Thơ, huyện Ninh Giang. Xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Huy Bảy, chủ doanh nghiệp tư nhân Hương Bảy, huyện Nam Sách. Xin được trân trọng giới thiệu ông Hoàng Thành Đạt, giám đốc công ty cổ phần đầu tư xây dựng thương mại Nam Việt, Trạm Bê Tông, Tứ Kỳ. Xin được trân trọng giới thiệu bà Mạc Hồng Vân, giám đốc công ty Tuấn Linh, Nam Sách. Kính thưa quý vị,
và về dự hội nghị ngày hôm nay, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu có các đồng chí là lãnh đạo, trưởng vùng, cán bộ thị trường phụ trách địa bàn tỉnh Hải Dương của tập đoàn xi măng Sơn Thành và công ty Đông Bắc Hải Dương, các đồng chí đại diện của Đảng, chính quyền xã Thượng nơi doanh nghiệp đặt trụ sở. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào đón. Kính thưa quý vị thân mến, đặc biệt về dự hội nghị tri ân khách hàng tỉnh Hải Dương năm 2022 hôm nay là sự có mặt của các ông bà là chủ các đại lý, cửa hàng bán lẻ vật liệu, các đơn vị xây dựng, các đơn vị sản xuất chủ cai thầu xây dựng tại địa bàn tỉnh Hải Dương, những người luôn luôn tin tưởng hợp tác và đồng hành cùng xi măng Sơn Thành trong suốt thời gian qua. Đề nghị vị đại biểu chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để chào mừng. Kính thưa quý vị thân mến, và ngay lúc này đây thì một trọng trách vô cùng quan trọng cùng với Hòa Hùng, cùng với Thu Huyền. Thưa quý vị, đó chính là khoảnh khắc mà chúng ta sẽ cùng công bố khai mạc hội nghị tri ân khách hàng tỉnh Hải Dương năm 2022. Và chúng tôi hy vọng rằng tất cả đại gia đình của chúng ta sẽ cùng đếm 1, 2, 3 bắt đầu để chúng ta cùng đến với phần tuyên bố khai mạc chương trình ngày hôm nay, được không thưa quý vị? Chúng ta đã sẵn sàng chưa? Hãy cùng đếm ngược ạ. 1, 2, 3 bắt đầu! Vâng ạ, xin kính chúc quý vị đại biểu và gia đình luôn được mạnh khỏe, bình an, hạnh phúc và tài lộc, và chúc cho hội nghị chúng ta hôm nay thành công rực rỡ. Xin được trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều. Kính thưa quý vị, về tham dự chương trình hội nghị tri ân khách hàng năm 2012, chúng tôi được đón nhận rất nhiều những lãng hoa tươi thắm thay cho những lời chúc mừng của toàn thể quý vị khách quý. Và ngay sau đây, ban tổ chức xin được trân trọng kính mời những lãng hoa chúc mừng. Kính thưa quý vị, và xin được trân trọng kính mời sự hiện diện của ông Giáp Bình Đức, giám đốc công ty cổ phần thương mại Đông Bắc Hải Dương sẽ cùng trở lên sân khấu để đón nhận những lãng hoa chúc mừng đến từ các quý vị đại biểu khách quý. Vâng ạ, thưa quý vị thân mến, và làng hoa đầu tiên sẽ được đến từ ông Vũ Quang Bắc, giám đốc công ty tập đoàn xi măng Sơn Thành. Dạ vâng ạ, xin được trân trọng kính mời ông Vũ Quang Bắc, tổng giám đốc tập đoàn xi măng Sơn Thành sẽ cùng trở lên sân khấu với làng hoa tươi thắm chúc mừng của mình. Xin được trân trọng kính mời ông ạ.
tới thăm chúc mừng hội nghị. Xin được trân trọng giới thiệu và kính mời ông. Xin chào, cảm ơn lắng nghe.
với lãng hoa tươi thắm chúc mừng hội nghị. Xin được trân trọng giới thiệu và kính mời ông. Xuân Thành thì ngay sau đây, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng hướng mắt về phía màn hình và sẽ cùng đón xem một clip ngắn. Xin mời. Tập đoàn Xuân Thành sở hữu nhà máy đầu tiên công nghệ hiện đại của Nhật Bản với vốn đầu tư 1.800 tỷ, công suất 1 triệu tấn một năm. Năm 2014, nhà máy xi măng Trạch Mỹ Quảng Nam với vốn đầu tư 2.600 tỷ, công nghệ của Nhật Bản có công suất 2 triệu tấn năm đưa vào hoạt động. Năm 2015, Xuân Thành đầu tư vào xây dựng nhà máy thứ ba có quy mô hàng đầu thế giới với công nghệ hiện đại tiên tiến nhất của FL Smith Đan Mạch, công suất 4,5 triệu tấn năm, nâng tổng công suất của Xuân Thành đạt 7,5 triệu tấn xi măng một năm. Với vốn đầu tư 10.500 tỷ đồng, nhà máy Xuân Thành 2 Hà Nam sử dụng công nghệ cốt tiên tiến của hãng FL Smith Đan Mạch, sản xuất theo dây chuyền khép kín, điều khiển tự động từ trung tâm CCL,
với hàng ngàn điểm đo, hệ thống phân tích nhanh trực tuyến Newton Gamma, các thiết bị phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn châu Âu, hệ thống robot lấy mẫu tự động, toàn bộ các công đoạn trong quá trình sản xuất các mẫu nguyên liệu thành phẩm được lấy mẫu và tự động vận chuyển về phòng thí nghiệm. Tại đây, robot đắp mẫu đưa vào máy phân tích X-ray của kỹ sĩ để phân tích. Kết quả phân tích được gửi sang hệ thống trung tâm điều hành để tự động phối liệu, đảm bảo độ chính xác tuyệt đối. Nhà máy sử dụng các thiết bị tiết kiệm năng lượng, hệ thống kiểm soát khí thải tiên tiến, công nghệ làm nguồn tính điện FL Smith M-Tech. Lò nung của FL Smith có chiều dài 98m, đường kính trong 6,3m, khai trang thực hiện hai nhánh 5 tầng hiện đại cao 151m với công nghệ mới nhất, hiệu suất cao nhất do FL Smith chế tạo. Nhà máy được hoàn thành bằng sự chung sức của các kỹ sư Xuân Thành và FL Smith, khẳng định sức mạnh của tập đoàn trong việc đầu tư chiến lược vào sản xuất xi măng phục vụ cho tiêu thụ trong nước và xuất khẩu. Bến cảng của nhà máy có chiều dài 2.000m, tiếp nhận được nhiều loại tàu sông, pha sông biển, xà lan, sẵn sàng vận chuyển hàng hóa liên tục. Để chủ động cung ứng hàng hóa trong nước và xuất khẩu, Xuân Thành có đội tàu hiện đại pha sông biển với năng lực vận chuyển lên tới 100.000 tấn, chuyên chở xi măng đóng bao, xi măng rời, clinker tới các cảng biển lớn tại Hải Phòng, Quảng Ninh, phục vụ cho các tàu xuất khẩu đi quốc tế, luôn đảm bảo khối lượng và kịp thời, tiết kiệm chi phí nhất cho khách hàng. Nhằm phục vụ cho nhu cầu tiêu thụ xi măng khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, xi măng Xuân Thành đã xây dựng nhà máy đóng băng, trạm phân phối xi măng về hệ thống cảng chuyên dụng tại Ninh Thủy, Khánh Hòa, cùng với một hệ thống mạng lưới các nhà phân phối, đại lý chuyên nghiệp trên toàn quốc. Xuân Thành luôn đảm bảo cung ứng tốt nhất, cạnh tranh nhất, mang đến nhiều lợi ích cho nhà thầu và người sử dụng. Với nhu cầu gia tăng sản phẩm xi măng clinker trong nước và xuất khẩu, tập đoàn Xuân Thành đang tiếp tục đầu tư và xây dựng các nhà máy trong chiến lược phát triển. Dây chuyển 3, nhà máy xi măng Xuân Thành Hà Nam, nhà máy xi măng Minh Tân Bình Phước, nhà máy xi măng Kiên Lương Kiên Giang sẽ đảm bảo đạt công suất 12 triệu tấn vào năm 2021, đạt 16,5 triệu tấn vào năm 2023 và đến năm 2025 sẽ đạt công suất 21 triệu tấn. Tư duy về quan hệ hợp tác của Xuân Thành luôn cởi mở, hết mình và chân thành. Hơn 10 năm qua, Xuân Thành đã có nhiều đối tác gắn bó với tinh thần hợp tác cùng phát triển, cam kết trở thành song hành cùng thịnh vượng, luôn gia tăng các giá trị đầu tư và bền vững. Với dịch vụ chu đáo tận tâm, xi măng Xuân Thành đã có mặt ở hàng trăm công trình trọng điểm trên cả nước, có mặt trong hàng ngàn những công trình dân dụng lớn nhỏ, góp phần tạo nên những giá trị bền vững, đóng góp cho sự phát triển của Việt Nam. Xi măng Xuân Thành cung cấp các sản phẩm gồm xi măng đóng bao xuất khẩu, xi măng rời, clinker với hai thương hiệu là xi măng Xuân Thành và xi măng Kaito. Các sản phẩm đạt mọi tiêu chuẩn trong nước và tiêu chuẩn của châu Âu, Mỹ phục vụ xuất khẩu. Với chất lượng ưu việt, cường độ xi măng cao, những công tác tốt, chất lượng ổn định, xi măng Xuân Thành không chỉ là sự lựa chọn hàng đầu của các nhà thầu, chủ đầu tư trong nước, mà còn được thị trường xây dựng quốc tế đánh giá cao vì nó đáp được các tiêu chuẩn kỹ thuật thế giới, đã được xuất khẩu cung cấp cho các thị trường nhiều nước trong Á, châu Âu, châu Phi, châu Mỹ, Trung Cận Đông. Hiện nay, sản lượng xuất khẩu chiếm hơn 50% tổng sản lượng sản xuất và tiếp tục tăng trưởng trong những năm tới. Với một nền tảng vững chắc đó là nhân lực, đội ngũ cán bộ, công nhân viên, kỹ thuật viên lành nghề được đào tạo bài bản, đúng quy trình, cùng với sự hợp tác của các chuyên gia Thụy Sĩ, Đức, Đan Mạch, Nhật, làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo, đã góp phần xây dựng thương hiệu xi măng Xuân Thành uy tín, luôn được khách hàng tin cậy. Nhà máy luôn tuân thủ triệt để hệ thống quản lý chất lượng và môi trường theo các tiêu chuẩn ISO, các tiêu chuẩn về an toàn lao động và phòng cháy chữa cháy, sử dụng hệ thống quan trắc vô trùng tự động. Cùng với đó, Xuân Thành đã đầu tư hệ thống sử dụng điện dư, thu hồi điện từ các trao đổi điện và lò vô, tạo phát điện có công suất 24.800 kW. Lượng điện thu hồi quân điện dư được phục vụ cho sản xuất, tiết kiệm tới 30% năng lượng cho nhà máy, giảm tải điện lưới quốc gia, đã góp phần hạ thấp chi phí đầu vào sản xuất, giúp doanh nghiệp giảm giá thành sản phẩm, đồng thời nâng cao giá trị thương hiệu khi góp phần bảo vệ môi trường, cắt giảm sự phát thải khí hiệu ứng nhà kính. Xuân Thành luôn chú trọng tham gia và đã có nhiều đóng góp trong các hoạt động xã hội, đó là sự thể hiện cam kết phát triển bền vững
gắn với trách nhiệm cộng đồng, xã hội, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và niềm tự hào dân tộc, đã được Đảng và Chính phủ tặng thưởng huân chương lao động hạng nhì, hạng ba cho tập thể và cá nhân, được tặng thưởng nhiều huy chương, danh hiệu cao quý cho sự đóng góp của mình về kinh tế và xã hội. Cam kết phát triển bền vững, còn thông qua việc trồng và bảo vệ cây xanh trên địa bàn và khuôn viên của nhà máy, tạo mỹ quan, môi trường xanh, sạch đẹp, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Với một tầm nhìn chiến lược, đầu tư mạnh mẽ, đề cao vai trò của nguồn nhân lực và quản trị doanh nghiệp, kiên trì xây dựng thương hiệu bằng chất lượng vượt trội, dịch vụ tận tâm, xi măng Xuân Thành đã có một vị thế mới, khẳng định chất lượng thương hiệu Việt Nam trên trường quốc tế. Kính thưa quý vị thân mến, và đó chính là sức mạnh của xi măng Xuân Thành. Thưa quý vị, kính thưa quý vị, một điểm đến tin cậy và uy tín cho toàn thể quý vị khách hàng, và chúng tôi tin tưởng rằng với chất lượng đã được khẳng định thì chắc chắn rằng sản phẩm xi măng Xuân Thành sẽ vững bước trên thị trường hiện nay để đảm bảo các yêu cầu của các quý vị khách hàng. Và thưa quý vị, ngay sau đây thì ban tổ chức chúng tôi xin được trân trọng kính mời lên sân khấu diễn diện của ông Phạm Văn Thanh, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Đông Bắc Hải Dương, sẽ cùng trở lên sân khấu báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022. Xin được trân trọng kính mời ông ạ. Thưa ông Vũ Quang Bắc, Tổng Giám đốc Tập đoàn Xi măng Xuân Thành. Kính thưa ông Nguyễn Tiến Đạt, Trưởng phòng Kinh doanh Tập đoàn Xi măng Xuân Thành. Kính thưa ông Giáp Minh Đức, Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Đông Bắc Hải Dương. Kính thưa các quý vị đại biểu khách quý, lời đầu tiên tôi xin thay mặt cho ban lãnh đạo công ty bằng tất cả tấm lòng và sự trân trọng nhất, chúng tôi xin nhiệt liệt chào mừng các quý vị đại biểu khách quý, toàn thể các đơn vị bán hàng tại các huyện, đại lý các cấp, các công ty xây dựng, các đơn vị sản xuất, các chủ thầu xây dựng, các vị đã không quản đường xá xa xôi, bố trí thời gian, sắp xếp công việc để có mặt tại hội nghị tri ân khách hàng xi măng Xuân Thành tỉnh Hải Dương năm 2022 của Công ty Cổ phần Thương mại Đông Bắc Hải Dương ngày hôm nay. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa các quý vị khách quý, được sự giúp đỡ của ban lãnh đạo tập đoàn xi măng Xuân Thành và sự chung tay đồng lòng ủng hộ của tất cả quý khách hàng tại địa bàn tỉnh Hải Dương, và bằng sự nỗ lực phấn đấu của mình, công ty Đông Bắc Hải Dương đã thành công trong việc đưa các sản phẩm xi măng Xuân Thành Kaito có chất lượng cao xi măng Xuân Thành sản xuất đến với người tiêu dùng tại địa bàn tỉnh Hải Dương. Sau đây tôi xin báo cáo kết quả kinh doanh của công ty Đông Bắc Hải Dương đạt được trong năm 2022. Thứ nhất, về kết quả triển khai phát triển thị trường đã đạt được như sau. Năm 2022, tập đoàn Xuân Thành đã giao cho công ty Đông Bắc Hải Dương phối hợp với các đơn vị bán hàng tại các huyện triển khai công tác phát triển thị trường. Công ty đã mở mới được trên 50 đại lý bán lẻ cấp 2, trong đó có các công ty xây dựng, các đơn vị sản xuất, tổ chức thành công trên 100 hội nghị thổ thọ, mỗi hội nghị từ 10 đến 15 người tại địa bàn tất cả các huyện, thành phố, thị xã, các thị trấn, tổ chức thành công 3 hội nghị lớn giới thiệu sản phẩm đến các đại lý và thổ thọ tại địa bàn huyện Lâm Sách, huyện Thanh Hà và thành phố Chí Linh. Tổ chức đoàn khách hàng tỉnh Hải Dương gần 300 người, thành phần là các đơn vị bán hàng tại các huyện, các đại lý bán lẻ các cấp, các thầu thợ, các đơn vị sản xuất, đơn vị xây dựng vào tham quan dây chuyền sản xuất xi măng của tập đoàn Xuân Thành và quan cảnh du lịch Tràng An, Ninh Bình. Tổ chức thành công đoàn khách hàng tỉnh Hải Dương gần 50 người,
thành phần là các giám đốc, các chủ doanh nghiệp, các đơn vị bán hàng tại các huyện, các đại lý bán hàng có sản lượng lớn tiêu biểu tại các huyện, các cán bộ của công ty Đông Bắc đi tham quan du lịch hè 2022 tại thành phố Sài Gòn và thành phố Vũng Tàu, tổ chức chương trình tặng hàng ngàn mũ bảo hiểm cho các em học sinh tại địa bàn các huyện Cẩm Giang, các huyện Thanh Hà và các huyện theo chương trình an toàn giao thông do tập đoàn Xuân Thành phát động, tổ chức tặng quà cho hàng trăm công trình khách hàng sử dụng xi măng Xuân Thành đổ bóng mái tại địa bàn tỉnh Hải Dương, tổ chức cấp phát tặng quà quần áo bảo hộ lao động đến 500 khách hàng và người lao động trên địa bàn tỉnh Hải Dương, phối hợp với tập đoàn Xuân Thành lắp đặt trên 100 biển ba lô quảng cáo xi măng Xuân Thành cho các đại lý trên toàn tỉnh, phối hợp với thành đoàn thành phố Hải Dương tài trợ 100% kinh phí để tổ chức giải bóng đá Nhi Đồng U10 thành phố Hải Dương, gây được tiếng vang rất lớn. Thứ hai, kết quả sản lượng đã đạt được năm 2022, công ty Đông Bắc Hải Dương đã hoàn thành kế hoạch sản lượng ban lãnh đạo tập đoàn Xuân Thành giao cho là trên 100.000 tấn xi măng các loại. Tuy nhiên thì cũng có những khó khăn trong quá trình tiêu thụ sản phẩm năm 2022 như sau. Thứ nhất là ảnh hưởng của chiến tranh Đông Âu, đầu năm 2022 giá cả đầu vào như than, điện, xăng dầu tăng cao, dẫn đến giá cả xi măng liên tục lên giá, cáo biệt là có những tháng tăng 2 lần, mỗi lần mình tăng giá từ 60 đến 100.000 đồng trên một tấn. Thứ hai là do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid kéo dài, gây hậu quả nặng nề đối với nền kinh tế của tỉnh Hải Dương. Hoạt động thông thương hàng hóa giữa các vùng miền đầu năm bị hạn chế do thực hiện biện pháp giãn cách xã hội để phòng chống dịch bệnh. Thứ ba là tình hình chính trị tại Hải Dương có nhiều biến động, giải ngân đầu tư công trên địa bàn tỉnh vì nhiều lý do nên chậm tiến độ, nhu cầu xây dựng giảm, dẫn đến nhu cầu tiêu thụ xi măng cũng giảm theo. Để thứ tư, nhu cầu 6 tháng cuối năm đột ngột giảm mạnh do chính phủ đưa ra các giải pháp kiểm soát tình trạng phát triển nóng của bất động sản, vì vậy cũng ảnh hưởng lớn đến nhu cầu tiêu thụ xi măng vừa qua. Trong 6 tháng cuối năm, các doanh nghiệp sản xuất xi măng gặp khó khăn, xuất khẩu và nhu cầu trong nước giảm mạnh nên đua nhau hạ giá, dẫn đến thị trường biến động khó lường và còn rất nhiều khó khăn chúng tôi không thể thiết kế được tại đây. Về kế hoạch tiêu thụ và nội dung đề nghị ban lãnh đạo tập đoàn xi măng Xuân Thành giúp đỡ hỗ trợ công tác tiêu thụ của sản phẩm năm 2023 như sau. Sản lượng tiêu thụ xi măng các loại, công ty chúng tôi sẽ phấn đấu đạt trên 120.000 tấn trên năm 2023 và tiếp tục duy trì hỗ trợ giá bán và các chính sách khuyến mại, hỗ trợ công tác quảng bá giới thiệu sản phẩm, làm biển quảng cáo, tặng quần áo cho khách hàng, lắp đặt biển quảng cáo cho tất cả các đại lý mới mở tại các huyện, thành phố, thị xã, thị trấn và các xã, duy trì chương trình an toàn giao thông, tặng mũ bảo hiểm, chương trình tặng quà các công trình đổ bóng mái sử dụng xi măng Xuân Thành, hội nghị thầu thợ tại các huyện và chương trình tham quan dây chuyền sản xuất xi măng của tập đoàn Xuân Thành, tổ chức các hội nghị giới thiệu sản phẩm thành phần là các đại lý bán lẻ và các thầu thợ trên địa bàn huyện Cẩm Giang, Bình Giang, Gia Lộc, Tứ Kỳ và Bình Giang. Kính thưa các quý vị khách quý, để có được kết quả kinh doanh và công tác triển khai phát triển thị trường được thuận lợi như trên, chúng tôi sẽ được gửi tới lời cảm ơn chân thành về sự hợp tác hiệu quả nhất đến ban lãnh đạo tập đoàn xi măng Xuân Thành, các đơn vị bán hàng tại các huyện và toàn thể các đại lý các cấp, các công ty xây dựng, các đơn vị sản xuất, các chủ thầu xây dựng trong suốt thời gian qua và hy vọng nhận được sự hợp tác hiệu quả hơn nữa trong năm 2023. Một năm mới được dự báo rất còn nhiều chông gai và thử thách ở phía trước. Kính thưa quý vị, năm cũ 2022 sắp qua, năm mới 2023 sắp tới, nhân dịp Tết đến xuân về,
Thay mặt cho ban lãnh đạo công ty cổ phần thương mại Đông Bắc Hải Dương, chúng tôi xin phép được gửi tới quý vị và gia đình lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, bình an, tài lộc và thành công. Một lần nữa, chúng tôi xin chân thành cảm ơn. Kính thưa quý vị thân mến, và vừa rồi chúng ta đã được nghe ông Phạm Văn Thanh, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Đông Bắc Hải Dương, đã cho chúng ta thấy được kết quả kinh doanh năm 2022. Và sau đây xin được trân trọng giới thiệu và kính mời ông Nguyễn Đức Trường, Giám đốc Công ty Đức Trường Pháp huyện Tứ Kỳ, là một trong những đơn vị đang phân phối sản phẩm xi măng Sơn Thành, lên phát biểu ý kiến. Xin được trân trọng giới thiệu và kính mời ông. Thưa quý vị đại biểu, thưa quý khách hàng cùng toàn thể cán bộ công nhân viên công ty cổ phần xây dựng xi măng Sơn Thành, công ty cổ phần thương mại Đông Bắc Hải Dương. Lời đầu tiên tôi xin thay mặt đại diện cho đơn vị bán hàng huyện Tứ Kỳ gửi tới quý vị lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa quý vị đại biểu, năm 2022 vừa qua là một năm biến động vô cùng khó khăn, là đơn vị đại diện bán hàng trực tiếp đưa sản phẩm xi măng Sơn Thành tới tay người tiêu dùng. Chúng tôi đã cố gắng hết sức để đưa được những sản phẩm tốt nhất, chất lượng cao tới tay người tiêu dùng. Mong rằng sang năm 2023, chúng tôi và quý vị khách hàng ngồi đây sẽ cố gắng đẩy mạnh sản lượng tiêu thụ hơn nữa, để người dân có thể được sử dụng những sản phẩm tốt, giá cả hợp lý, phù hợp với người tiêu dùng. Sang năm mới, tôi xin chúc quý vị đại biểu, quý khách hàng một năm mới sức khỏe, an lành và tràn đầy hạnh phúc. Tôi xin chân thành cảm ơn. Xin cảm ơn những lời phát biểu đến từ ông Nguyễn Đức Trường, giám đốc công ty Đức Trường Pháp huyện Tứ Kỳ. Kính thưa quý vị thân mến, và rất vui cho chương trình ngày hôm nay, ban tổ chức được đón nhận các tình cảm của các đồng chí lãnh đạo tập đoàn Xuân Thành đã cùng trở về đây để chúc mừng cho chương trình. Và ngay lúc này xin được trân trọng kính mời diễn diện của ông Vũ Quang Bắc, tổng giám đốc tập đoàn Xuân Thành sẽ cùng trở lên sân khấu để có đôi lời phát biểu ý kiến. Xin được trân trọng kính mời ông ạ. Kính thưa Giang Minh Đức, giám đốc công ty cổ phần thương mại Đông Bắc Hải Dương. Kính thưa ông bà là đại diện lãnh đạo của các doanh nghiệp, là đối tác, bạn hàng cũng như đại diện cho các doanh nghiệp đang phân phối sản phẩm xi măng Xuân Thành tại các vùng miền của tỉnh Hải Dương. Kính thưa tất cả quý vị đại biểu, khách quý, hôm nay tôi rất vinh dự và hạnh phúc được đứng trên sân khấu của hội trường rất là đẹp, rất là ấm cúng của nhà hàng Phan Anh. Thực ra đây cũng là lần thứ hai tôi vinh dự được đứng trên sân khấu này. Cảm giác thì vẫn hồi hộp, hạnh phúc như lần thứ nhất đứng trên sân khấu này. Thực ra báo cáo với quý vị, ngay từ đầu chương trình, các ca sĩ biểu diễn cũng đã mang cho chúng ta những nhạc phẩm rất là hay, trong đó có bài hát Happy New Year. Thực ra hôm nay tôi đến đây với một cái lời mời cũng như lời chia sẻ của anh Đức là để tri ân khách hàng. Nhưng thực sự nghe bài hát đó tôi cảm giác như bữa tiệc hôm nay là một bữa tiệc tất niên cuối năm trong các gia đình truyền thống của Việt Nam chúng ta. Có những cái bữa tiệc cuối năm sum vầy, sum họp, chia sẻ những cái vất vả, những cái khó khăn, những cái niềm vui, niềm hạnh phúc trong một năm. Kính thưa quý vị, năm qua là một năm vô cùng khó khăn đối với ngành vật liệu xây dựng nói chung và ngành sản xuất xi măng nói riêng. Chắc quý vị ở đây là những người đã phân phối tiêu thụ những sản phẩm xi măng Xuân Thành cũng như những sản phẩm vật liệu xây dựng khác đến tay người tiêu dùng. Chúng ta cũng đã nghe rất nhiều các câu chuyện của năm 2022 về rất nhiều nhà máy xi măng, rất nhiều lò sản xuất ở bên kia đã phải tạm dừng hoạt động ngắn hạn hoặc dài hạn vì cung vượt quá cầu, vì thị trường trong nước không tiêu thụ hết, thị trường xuất khẩu thì bị hạn chế. Đối với sản phẩm xi măng Xuân Thành trong năm 2022 cũng không nằm ngoài những khó khăn chung đó của ngành xi măng Việt Nam. Trong những lúc khó khăn đó, đối với xi măng Xuân Thành, chúng tôi cũng rất là hạnh phúc và tự hào vì có các nhà phân phối tâm huyết, có các đại lý, các cửa hàng tâm huyết gắn bó vẫn chung tay chung lưng đấu cật với xi măng Xuân Thành để phấn đấu đưa sản phẩm xi măng Xuân Thành ngày một tăng trưởng và mở rộng trên thị trường.
Đối với thị trường Hải Dương, trong năm 2022 cũng là một năm vô cùng đặc biệt. Trong những lúc khó khăn chung của ngành sản xuất xi măng, Sơn Thành rất hạnh phúc được nhà phân phối Đông Bắc Hải Dương cùng rất nhiều các công ty đại diện cho sản phẩm xi măng Sơn Thành tại các vùng miền đã ngồi lại, họp lại, bàn với nhau các giải pháp, các phương án để làm sao vẫn duy trì và phát triển sản phẩm xi măng Sơn Thành ngày một ổn định và phát triển ở thị trường Hải Dương. Và như quý vị vừa xong đã nghe đồng chí phó giám đốc của công ty cổ phần Đông Bắc Hải Dương đã báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, sản lượng tiêu thụ của nhà phân phối Đông Bắc Hải Dương, mà ở đây chính là quý vị ngồi đây đã đưa đến tay người tiêu dùng trong năm 2022 vẫn có sự ổn định và tăng trưởng so với năm 2021. Đó là một sự thành công vô cùng lớn, và đối với chúng tôi là một nhà sản xuất, chúng tôi vô cùng biết ơn quý vị đã tâm huyết, đã có những giải pháp hay, có phương án tốt để có sản phẩm, đưa sản phẩm xi măng Sơn Thành ngày có một phương hướng tốt đẹp hơn ở thị trường Hải Dương. Kính thưa quý vị, khó khăn nào rồi cũng trôi qua, chúng ta vẫn cứ phải tiến về phía trước, vẫn phải có những kế hoạch mở rộng và phát triển hơn nữa. Đối với xi măng Sơn Thành, sang năm 2023, sản lượng của xi măng Sơn Thành tại tỉnh Hà Nam sẽ tăng trưởng lên thêm 4,5 triệu tấn và sẽ đạt mức 10 triệu tấn xi măng một năm. Đó là kế hoạch mà chúng tôi đã đề ra và đã triển khai đến thời điểm hiện tại. Cũng báo cáo quý vị là sang đầu năm 2023 thì Sơn Thành cũng sẽ chính thức là sẽ đưa dây chuyền 3 vào vận hành. Do đó, áp lực về sản xuất, áp lực về tiêu thụ đối với Sơn Thành chúng tôi là vô cùng lớn. Từ năm 2023 trở về sau, áp lực còn lớn hơn. Và hôm nay, ngồi trong một trường này, tôi không biết nói gì hơn, xin cảm ơn quý vị. Rất mong quý vị, nhà phân phối Đông Bắc Hải Dương cùng quý vị ở đây hãy cùng đồng hành với chúng tôi, chia sẻ những khó khăn, những vất vả, và chúng ta sẽ hy vọng sẽ có những kết quả ngọt trong thời gian gần cũng như trong tương lai. Một lần nữa, thay mặt cho ban lãnh đạo của xi măng Sơn Thành, xin kính chúc toàn thể quý vị và gia đình dồi dào sức khỏe, thành công, hạnh phúc. Chúc quý vị chuẩn bị đón một năm mới an khang, thịnh vượng. Xin trân trọng cảm ơn. Vâng ạ, rất là trân trọng cảm ơn những lời phát biểu vô cùng tuyệt vời đến từ ông Vũ Hoàng Bắc, giám đốc tập đoàn Sơn Thành đã phát biểu ý kiến rồi ạ. Rất là trân trọng cảm ơn ông rất nhiều và xin được kính chúc ông cùng gia đình có thật nhiều sức khỏe và đón một năm mới an khang và thịnh vượng. Và kính thưa toàn thể quý vị thân mến, tiếp tục chương trình rất là trân trọng giới thiệu ông Giáp Minh Đức, giám đốc công ty cổ phần thương mại Đông Bắc Hải Dương lên tiếp thu ý kiến và gửi lời cảm ơn đến toàn thể quý vị đại biểu khách quý. Rất là trân trọng giới thiệu và kính mời ông. Kính thưa ông Vũ Quang Bắc, tổng giám đốc tập đoàn xi măng Sơn Thành. Thưa các vị đại biểu khách quý, tôi xin thay mặt ban lãnh đạo công ty xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả quý vị đại biểu cùng quý vị khách quý đã luôn tin tưởng sử dụng các sản phẩm xi măng Sơn Thành qua công ty cổ phần thương mại Đông Bắc Hải Dương phân phối tại địa bàn tỉnh Hải Dương. Trong suốt thời gian qua, chúng tôi mong muốn nhận được mối quan hệ hợp tác bền chặt này trong tương lai để tiếp tục gặt hái được nhiều thành công hơn nữa. Tôi xin chân thành cảm ơn. Thưa quý vị, công ty Đông Bắc Hải Dương là nhà phân phối xi măng Sơn Thành tại địa bàn tỉnh Hải Dương từ năm 2017, luôn được ban lãnh đạo tập đoàn xi măng Sơn Thành tin tưởng sản lượng năm sau luôn cao hơn năm trước. Chúng tôi rất mong thông qua hội nghị trên khách hàng này, chúng tôi sẽ thu về được rất nhiều phản hồi quan trọng về giá bán, chất lượng sản phẩm, các đánh giá tích cực, tiêu cực trong quá trình tiêu thụ sản phẩm. Những thông tin hữu ích sẽ giúp cho công ty Đông Bắc Hải Dương phải rút kinh nghiệm và ngày càng hoàn thiện hơn để tránh thành lựa chọn tin cậy và hợp tác bền chặt của quý khách hàng. Công ty Đông Bắc Hải Dương hoàn toàn có quyền tự hào bởi đang còn đà phát triển mạnh mẽ các sản phẩm do tập đoàn Sơn Thành sản xuất trong thời điểm hiện tại. Chúng tôi xin tiếp thu mọi ý kiến đóng góp của quý vị đại biểu về dự. Chúng tôi sẽ không chủ quan mà luôn trong tâm thế phải học hỏi để phát triển. Chúng tôi sẽ đưa ra các giải pháp, chính sách bán hàng tối ưu để có thể bứt phá sản lượng trong thời gian tới.
vượt qua mọi khó khăn thử thách. Để làm được điều đó, chúng tôi không thể không có sự đồng hành giúp đỡ của tập đoàn xi măng Xuân Thành và quý khách hàng. Sự đồng hành của quý khách hàng chắc chắn sẽ là động lực to lớn thành công của kế hoạch bán hàng năm 2023. Công ty Đông Bắc Hải Dương kính mong toàn thể khách hàng luôn vững tin, đồng lòng, đồng hành, tiếp tục ủng hộ chúng tôi để thương hiệu xi măng Xuân Thành, xi măng Aiko có thể đạt độ phủ sóng và đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng tại địa bàn tỉnh Hải Dương. Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ công nhân viên công ty Đông Bắc Hải Dương xin hứa sẽ luôn đề cao uy tín, trách nhiệm để ổn định, phát triển ổn định, bền vững, mang lại sự hợp tác bền chặt, hiệu quả nhất cho tất cả quý khách hàng tại thời điểm hiện tại và tương lai. Kính thưa quý vị, năm cũ 2023, tháng năm 2022 sắp qua, năm mới 2023 sắp tới. Nhân dịp này, thay mặt ban lãnh đạo công ty Đông Bắc Hải Dương, chúng tôi xin được gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, bình an, tài lộc, thành công đến tất cả những khách hàng và gia đình. Cùng toàn thể cán bộ công nhân viên có mặt trong buổi tối ngày hôm nay, hy vọng rằng đây sẽ là một món quà tri ân của chúng tôi gửi đến tất cả các quý vị đã đồng hành cùng công ty chúng tôi và xi măng Xuân Thành trong suốt thời gian qua. Chúng tôi xin được cảm ơn ông Vũ Quang Bắc, Tổng Giám đốc Tập đoàn xi măng Xuân Thành đã không quản đường xa xa xôi, bố trí thời gian, sắp xếp công việc để về dự và chỉ đạo hội nghị được thành công tốt đẹp. Mọi ý kiến đóng góp quý báu của ông, công ty Đông Bắc sẽ luôn ghi nhớ để thúc đẩy công tác bán hàng được tốt hơn. Chúc ông cùng toàn thể ban lãnh đạo tập đoàn xi măng Xuân Thành luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúng tôi xin được cảm ơn ban lãnh đạo nhà Phan Anh, các nhóm kỹ thuật sản xuất chương trình đã giúp đỡ chúng tôi tổ chức thành công hội nghị. Trong quá trình tổ chức hội nghị trên khách hàng xi măng Xuân Thành có điều gì bất tiện gặp phải, kính mong quý vị thông cảm cho đơn vị chúng tôi. Nữa chúng tôi xin chân thành cảm ơn. Xin được cảm ơn những lời phát biểu của ông Sáng Minh Đức, giám đốc công ty cổ phần thương mại Đông Bắc Hải Dương, và xin được trân trọng kính mời ông sẽ cùng nán lại sân khấu một chút để chúng ta cùng đến một phần cũng rất quan trọng cho hội nghị ngày hôm nay. Thưa quý vị, đó chính là phần khai tiệc chúc mừng thành công hội nghị trên khách hàng tỉnh Hải Dương năm 2022. Thưa quý vị, và ngay sau đây thì ban tổ chức xin được trân trọng kính mời lên sân khấu diễn diện của ông Vũ Quang Bắc, diễn diện của ông Nguyễn Tiến Đạt, diễn diện của ông Phạm Văn Thanh, ông Nguyễn Văn Hùng, ông Vũ Việt Anh, ông Phạm Văn Chiến và ông Nguyễn Đức Trường sẽ cùng trở lên sân khấu để chúng ta cùng nâng ly, khai tiệc, chúc mừng thành công hội nghị. Xin được trân trọng kính mời ạ. Vâng ạ, xin được trân trọng giới thiệu và kính mời ông Vũ Văn Bắc, ông Nguyễn Tiến Đạt, ông Giáp Minh Đức, ông Phạm Văn Thanh, ông Nguyễn Văn Hùng, ông Vũ Việt Anh, ông Phạm Văn Chiến và ông Nguyễn Đức Trường hãy cùng trở lên sân khấu ngay sau đây để chúng ta cùng thực hiện một nghi thức vô cùng tuyệt vời, đó là nghi thức đó là khai tiệc trong buổi tối ngày hôm nay. Trân trọng được kính mời. Kính thưa quý vị, vào ngay lúc này thì ban tổ chức xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị, chúng ta sẽ cùng vui lòng rót những ly đồ uống của mình và hãy cùng đứng lên được không ạ? Xin mời quý vị ạ, chúng ta sẽ cùng rót những ly đồ uống của mình và hãy cùng đứng lên cùng với ban lãnh đạo tập đoàn, ban lãnh đạo công ty cùng với đại diện của các nhà phân phối, chúng ta sẽ cùng khai tiệc chúc mừng thành công cho hội nghị ngày hôm nay. Thưa quý vị, kính thưa quý vị, và chắc chắn rồi, ngay sau đây thì Hoàng Hùng xin phép được đếm nhịp 1, 2, 3, 2, 3, Xuân Thành thật to được không thưa quý vị? Đại gia đình nhà mình đã sẵn sàng chưa? Vâng, tất cả quý vị đều đã sẵn sàng và ban lãnh đạo trên sân khấu cũng đã sẵn sàng rồi. Và ngay bây giờ, 1, 2, 3, một năm 2022 đã bùng nổ và chúng ta hy vọng rằng một năm 2023 sẽ là một năm mà tất cả chúng ta sẽ đón nhận đại thành công và thành công hơn nữa, thưa quý vị.
bài nhá. Thank you.
mời quý vị chúng ta cùng tiếp tục hướng lên sân khấu để cùng gặp gỡ sự trở lại của Tiêu Diệt Hơn trên đoàn tư đoàn nghệ thuật tuần trung thành phố Hạ Long. Xin được tặng toàn thể quý vị một bản nhạc sắc vô cùng dễ thương, ca khúc với tựa đề Nhịp Điệu Cha Cha Cha. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.
Yeah, rất tuyệt vời. Xin cảm ơn những cô gái xinh đẹp của Tín Dương hơn rất nhiều đã cùng tạo nên một bầu không khí vô cùng là sôi động cho chương trình buổi tối ngày hôm nay. Và chắc chắn rồi, chỉ một lát nữa thôi chúng ta sẽ quay trở lại đến với ca sĩ Minh Thúy và Dung Y trong những chương trình tiếp theo. Và thưa quý vị thân mến, ngay lúc này thì chúng tôi hy vọng rằng tất cả quý vị có mặt trong chương trình ngày hôm nay thì cũng đã ăn uống cũng no say rồi đúng không ạ? Say thì cũng có thể là chưa, nhưng ngay lúc này thì ban tổ chức cũng như là công ty cổ phần thương mại Đông Bắc Hải Dương cũng có những món quà để mong muốn được dành tới tất cả quý vị khách quý có mặt trong chương trình để chúng ta cùng tạo nên một chút may mắn nho nhỏ cho một ngày tất niên cuối năm 2022 và chào đón một năm mới 2023 với rất nhiều những phần quà giá trị. Đó là và tới quý vị thân mến, và tiếp tục chương trình trong buổi tối ngày hôm nay đó chính là một phần rất là đặc biệt. Vâng ạ, đó chính là phần bốc thăm trúng thưởng trong buổi tối ngày hôm nay. Và tới quý vị thân mến và những người làm chương trình, chúng tôi cũng xin được công bố giải thưởng vô cùng tuyệt vời, vô cùng đặc biệt trong buổi tối ngày hôm nay với những ai may mắn trúng thưởng. Vâng ạ, chúng ta sẽ có 3 giải ba, 2 giải nhì và 1 giải nhất tới quý vị. Và xin được bật mí luôn là giải ba đó chính là mỗi giải một chiếc bếp từ thưa quý vị. Hai giải nhì mỗi giải đó là một nồi chiên không dầu, và đặc biệt giải nhất của chương trình ngày hôm nay, một chiếc tủ lạnh Toshiba sẽ dành cho vị khách may mắn nhất thưa quý vị. Và ngay bây giờ thì xin được trân trọng kính mời một phần lễ thân sẽ cùng giúp ban tổ chức trở mang họ phiếu trở lên sân khấu được không ạ? Chúng ta sẽ cùng dành những lá phiếu may mắn để cùng đến với những vị khách may mắn nhất trong chương trình ngày hôm nay. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với ba giải ba. Và em xin được trân trọng kính mời chị ơi, chị nhá. Chị nên giúp em một chút được không ạ? Và một vị khách đáng yêu sẽ cùng trở lên sân khấu để giúp ban tổ chức. Cũng như là thăm đầu tiên để chúng ta cùng tìm ra ba giải ba của chương trình. Và để đảm bảo công bằng thì những người làm chương trình chúng tôi xin phép được mời một vị khách bất ngờ. Vâng ạ, xin mời chị sẽ cùng bốc thăm ba giải ba đầu tiên ạ. Và em xin được chúc mừng vị khách đạt giải ba đầu tiên trong chương trình ngày hôm nay. Giải ba đầu tiên, quý vị đã có những lá phiếu ở trên tay của mình chưa? Đã có những con số của mình chưa? Và bây giờ em xin được chúc mừng vị khách may mắn mang số 38 ạ. 38 là ai ạ? Anh ạ? Được ạ. Anh ạ? Chủ nhân của giải ba đầu tiên. Xin mời anh trở lên sân khấu luôn ạ. Xin mời anh ạ. Dạ. Xin mời anh trở lên sân khấu, đúng anh số 38 không ạ? Có phải anh số 38 không ạ? Đúng không ạ? Trời ơi, có chuẩn không ạ? Không chuẩn ạ. Thế thì đúng là anh là Nguyễn Văn Lương rồi. Vậy thì em xin phép được hủy lá phiếu 38 này nha. Và bây giờ chúng ta sẽ giành lại lá phiếu 38. À có ạ. Trời ơi, 38 có, tại sao anh vẫn bận uống rượu ạ? Bận uống rượu ạ? Xin mời anh sẽ cùng trở lên sân khấu đi ạ. Vâng ạ, xin mời anh sẽ cùng trở lên sân khấu với giải thưởng giải ba đầu tiên. Vâng ạ, một lần nữa xin được chúc mừng anh ạ. Xin được chúc mừng quý khách số 38. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với lá phiếu tiếp theo. Xin mời. Với tất đều đây nè. Bây giờ thì wow, 3 chữ số thưa quý vị. 3 chữ số. Chúng tôi xin được chúc mừng vị khách may mắn tiếp theo với số phiếu là 2 bao nhiêu ạ? Ôi giời ơi, em vừa đọc 2 một cái mà đã quay ôi giời rồi. Thì bây giờ em nói tiếp số thứ 2 này. 20. Ui. Xin được chúc mừng chủ nhân của lá phiếu 201. Chúc mừng 201 lần thứ nhất. Vị khách vâng là số phiếu 201 đâu ạ? 201 có chưa ạ? Giơ tay thật cao lên được không ạ? Vâng, xin chúc mừng. Vâng ạ, xin được chào mời vị khách mang số 201 sẽ cùng trở lên sân khấu để cùng nhận giải ba của chúng ta trong buổi tối ngày hôm nay. Vâng ạ, xin chúc mừng anh.
sẽ cùng được công bố ngay sau đây ạ. Không biết ở đây có vị khách nào ở quê ở Bắc Giang không ạ? Chương trình hôm nay đi tỉnh Hải Dương rồi nhưng không biết có vị khách nào quê Bắc Giang không? Và xin được chúc mừng số phiếu 98 là một vị khách nào ạ? Xin chúc mừng anh. Vị khách nào mang số phiếu 98 ạ? Có thể cho em Huyền thấy cái tay của các anh các chị được không ạ? Vâng, xin chúc mừng anh, đó rồi. Xin cảm ơn chị rất nhiều ạ. Và số phiếu của chị là số bao nhiêu ạ? Em là 62. 62 ạ? Và tí nữa với chúng, em tại vì em nghe câu 62 và ngày mai với chúng rồi. Cho nên là cái câu này nó vần lắm chứ ạ. Vâng, xin cảm ơn chị rất là nhiều. Cách đã cùng trở lên sân khấu để bốc thăm giúp ban tổ chức và xin mời các anh xem công trường. Vâng ạ, ngày hôm nay ba giải ba chúng ta đã thuộc về ba vị khách nam. Vâng ạ, rất là tuyệt vời. Vâng ạ, và xin mời bộ phận lễ tân sẽ cùng di chuyển ba giải ba sẽ cùng trở ra đến sân khấu. Vâng ạ. Ông tổ chức xin được trân trọng kính mời sự hiện diện của ông Phạm Văn Bạch sẽ cùng đại diện cho công ty trở lên sân khấu để trao những món quà đầu tiên, đó chính là mỗi giải một vết từ để cùng dành tới cho bao vị khách may mắn trong ngày hôm nay đã trúng được giải ba của chương trình bốc thăm trúng thưởng. Chúc mừng thành công của hội nghị tri ân khách hàng của công ty cổ phần thương mại Đông Bắc Hải Dương. Vâng ạ, xin được chúc mừng các anh, rất là tuyệt vời, rất là may mắn. Vâng ạ, xin mời ông Phạm Văn Bạch sẽ cùng trao ba giải ba cho ba vị khách hàng may mắn của chúng ta trong buổi tối ngày hôm nay. Và một tràng pháo tay thật lớn từ quý vị để chúc mừng, xin mời. Một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng những vị khách may mắn đầu tiên đã giành được giải ba, thưa quý vị. Xin cảm ơn ông Phạm Văn Bạch rất nhiều và xin được chúc mừng ba vị khách may mắn. Và quý vị ơi, ngay lúc này những chiếc nồi chiên không dầu, chúng ta có hai chiếc và sẽ dành cho ai đây? Anh ơi, anh đang xỉa răng ấy, anh đang xỉa răng, anh nhận giúp bốc giúp em được không ạ? Vâng, vâng, thế thì đã mời một vị khách nữ rồi, bây giờ xin mời một người Việt Nam được không ạ? Xem là có thay đổi được phong thủy trong buổi tối ngày hôm nay không? Chứ em thấy là trong buổi tối ngày hôm nay là ba cái khách nam rất là may mắn rồi, bây giờ không biết là được khách nữ nào được nhận phần thưởng trong buổi tối ngày hôm nay không ạ? Vâng ạ, xin mời anh ạ. Xin mời anh sẽ cùng bốc giúp em hai cặp đôi may mắn và chúng ta đi lần đường từng đá nhé. Quấy thật đều lên ạ, quấy thật đều lên. Và wow, sợ. Bây giờ chúng ta lại tiếp tục với chiếc nồi chiên không dầu đầu tiên này. Chúng ta có một số cũng lại là ba chữ số rất lớn. Đây là những vị khách đến sau đây ạ. Xin được chúc mừng 2 5. Hai năm mấy ạ? Chị 251 ạ? 250. Để giải sau nhá. Còn 2 năm bao nhiêu nữa ạ? 2 năm bao nhiêu nữa ạ? Anh giơ tay 2 năm bao nhiêu? Bao nhiêu ạ? 250 ạ? Ồ, cũng lại giải sau ạ. Em xin được chúc mừng 251 + 1 = 252 ạ. Xin được chúc mừng. Vâng ạ, xin được chúc mừng vị khách có số phiếu 252. Vâng ạ, xin mời anh sẽ cùng trở lên sân khấu để nhận phần quà. Tiếp theo đó chính là chiếc nồi chiên không dầu. Xin được trân trọng kính mời anh. Chị áo đỏ xinh gái thân mến, rất tiếc cho chị là chỉ cách được một số thôi, 251 với 252 thôi. Vâng, rất tiếc đúng không ạ? Em cũng rất thích những cái khoảnh khắc mà ồ lên ạ, những cái trận chung kết vừa rồi luôn cúp ạ. Tưởng chừng như là ăn rồi nhưng không ăn được. Vâng, xin cảm ơn và chúc mừng anh rất nhiều. Và ngay bây giờ, xin mời anh sẽ cùng bốc lá thăm thứ hai ạ. Và hy vọng rằng anh sẽ bốc được lá thăm của mình. Thế thì thực sự là quá là may mắn luôn. Em hy vọng là một vị khách nữ sẽ nhận được. Chúng ta tiếp tục có 2 năm. Vâng, chúng ta cũng có 2 năm nhưng mà nó là lắm. Em xin được chúc mừng vị khách có số 3 chữ số. Số đầu là số 2 và số cuối là số 5 ạ. Ai ạ? Ai ạ? Anh là số bao nhiêu ạ? Em chúc mừng luôn ạ. 215 ạ. Vậy thì cũng còn cách rất là nhiều đơn vị đấy ạ. Em xin được chúc mừng vị khách tiếp theo giành được giải nhì trong chương trình ngày hôm nay. 285. Xin chúc.
tình ạ. À, dạ, đây là một anh rất là thân cận với anh Đức ạ. Lại là một vị khách nam. Vâng, ngày hôm nay anh Đức ơi, liệu có trao giải không? Có trao giải không đây? Có trao giải không đây? Bí thư thành đoàn của chúng ta, xin được chúc mừng ạ. Xin chúc mừng chị Chi sẽ được trở lên sân khấu ạ. Vâng ạ, quá may mắn khách nữ chúng ta đã cùng chống thường trong buổi tối ngày hôm nay, và xin được chúc mừng chị ạ. Xin mời chị sẽ cùng trở lên sân khấu. Quá tuyệt vời. Và thưa quý vị thân mến, ngay lúc này đây thì ban tổ chức xin được trân trọng kính mời diễn diện lên sân khấu của ông Phạm Văn Thanh, phó giám đốc công ty cổ phần thương mại Đông Bắc Hải Dương, sẽ cùng trở lên sân khấu để trao hai phần quà tặng, đó chính là những chiếc nồi chiên không dầu dành tới hai vị khách may mắn. Và trời ơi, khách mời được sản phẩm rồi, khách mời được quà rồi, thưa quý vị, quá tuyệt vời. Chị ơi, phần quà sau còn to hơn nữa không? Mà em đảm bảo rằng phần quà sau á, mà nếu một người mà bê được về nó mới là hay. Nếu như mà tí nữa mà em xin được cảm ơn rất nhiều. Và quý vị thân mến, một tràng pháo tay để cùng chúc mừng hai vị khách may mắn ạ. À, với chiếc nồi chiên không dầu, thưa quý vị, xin được cảm ơn rất nhiều ạ. Vâng ạ, và giải thưởng tiếp theo đó chính là giải được mong chờ nhất, đúng không ạ? Giải nhất trong buổi tối ngày hôm nay. Và không biết là vị khách nào may mắn với giải nhất chúng ta đây ạ? Rất là ủng hộ, thưa quý vị. Và thưa quý vị, với chiếc tủ lạnh Toshiba này thì em chắc chắn rằng một người không thể bê về được, và bắt buộc phải nhờ sự trợ giúp của người thân. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với giải nhất được không ạ? Quý vị ai đang mong chờ giải nhất giơ tay được không ạ? Nếu không giơ tay thì đã bốc chúng thì không mang về nhá. Vâng, thưa quý vị thân mến, trước khi chúng ta đến với giải nhất thì ngay bây giờ hãy cùng trở lại với những cô gái xinh đẹp của chúng tôi, với những tiết mục vô cùng đặc biệt của mình. Và ngay bây giờ hãy cùng quay trở lại với Vũ Đoàn. Xin mời. Vâng ạ, xin được trân trọng kính mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức. We'll be right back.
tới quý vị. Rất là cảm ơn cô gái xinh đẹp của chúng ta rất nhiều. Và sau khi nhìn bạn này xong, tự nhiên tôi thấy yêu cái đống mỡ trong bụng tôi kia á, anh Hồng ơi. Vâng ạ, và bây giờ thì mọi người có thấy không? Ở phía dưới mọi người vẫn đang ngắm nhìn, vẫn đang tưởng tượng những hình ảnh vừa rồi nhá. Và quý vị ơi, một tràng vỗ tay thật lớn để cùng cảm ơn vũ công của chúng ta được không ạ? Các anh ở phía bên này vẫn đang tập trung để nhìn là hết rồi, hết tiết mục rồi ạ. Một tràng vỗ tay thật lớn hơn nữa đi ạ. Xin được cảm ơn rất nhiều. Và kính thưa quý vị thân mến, vừa qua với một tiết mục vô cùng tuyệt vời để dành tới tất cả quý vị, thì ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với giải nhất của chương trình, giải mà rất nhiều người đang chờ đợi đấy ạ. Không biết ai sẽ là người bê được chiếc tủ lạnh của chúng tôi về đây. Thì ngay lúc này thì ban tổ chức xin được trân trọng kính mời sự hiện diện lên sân khấu của ông Giang Bình Đức, giám đốc công ty cổ phần thương mại Đông Bắc Hải Dương, sẽ cùng trở lên sân khấu để cùng giúp ban tổ chức bốc thăm được không ạ? Ngày năm nay là một năm quá là thành công với công ty của chúng ta rồi. Vì vậy là xin được trân trọng kính mời giám đốc sẽ cùng trở lên sân khấu để cùng dành sự may mắn, dành sự may mắn tuyệt vời nhất tới tất cả quý vị khách quý có mặt trong chương trình ngày hôm nay. Những sự may mắn, những sự thành công. Vâng ạ, và giải thưởng giải nhất vô lần ngày hôm nay thì xin được mời ông Giáp Minh Đức sẽ cùng giúp những đại chương trình của tôi lựa chọn ra vị khách hàng may mắn. Vâng ạ, xin nhờ đôi tay vàng trong làng bốc thăm. Đôi tay vàng trong làng bốc thăm của ông Giáp Minh Đức không biết là bốc được thì khách nào đây ạ? Vâng ạ, bây giờ thì anh bước lên một cái là bốc luôn được một số rồi. Bốc luôn được một số rồi và từ từ nhá, MC Thu Huyền. Bây giờ thì trước khi chúng ta công bố giải nhất của chương trình, thì anh Đức ơi, vậy đấy anh thấy rằng anh là một người được đứng gần với vũ công nhất ạ. Thì em không biết rằng cảm nhận của anh lúc đấy như thế nào ạ? Anh em có muốn biết không ạ? Quý vị đại gia đình nhà mình có muốn biết không ạ? Cảm nhận của giám đốc lúc đấy như thế nào ạ? Lúc đứng gần vũ công nhá. Cũng gần đây em đang run. Anh cũng run theo đúng không ạ? Cần của anh thì quay đó. Nhưng quý vị đứng gần MC tôi đã thấy sốt rồi. Anh Hùng thấy không? Đứng trước cái đẹp thì bao giờ thái nam của ta cũng run. Nhưng mà run này không phải là run trước cái đẹp đâu, mà em nghĩ là run vì phu nhân đang ngồi dưới. Thì em lỡ thế sinh ra thì tính nhanh là hai vị đã cùng đứng trước cái sinh và dần đứng trước cái đẹp. Vâng, hôm nay em muốn đứng gần anh mà trước không được luôn ạ. Trời ơi, chắc là góc nhà đây anh đang ngồi dưới đúng không ạ? Bây giờ trên mảnh đất vẫn nước Mỹ mà mình vẫn đang thế này. Phu nhân thoải mái đúng không ạ? Bình thường ạ, mình dùng mình chữ cái đẹp là bình thường đúng không ạ? Và ngay bây giờ thì anh Đức ơi, trời ơi, con số quá đẹp luôn thưa quý vị. Quá đẹp luôn. Anh đọc đi, anh đọc giúp em nha. Số đầu kết thúc bằng số 1. Số cuối cũng kết thúc bằng số 1. Đầu cuối đánh nhau luôn. Hai số đầu và số cuối đều là số 1 quý vị. Cái số dưới là số nào đấy? Số dưới là số 0. Số 1 không 1. Số 1 không 1. Thưa quý vị, những sự may mắn, những sự thành công trong năm vừa qua của công ty cổ phần thương mại Đông Bắc Hải Dương. Và ngày hôm nay thì giám đốc cũng dành đáp biểu may mắn của mình để dành những lời cảm ơn cũng như là những lời chúc mừng cho một năm mới 2023 đối với tất cả quý khách hàng của chúng ta, đối với tất cả các đại lý sẽ luôn luôn được thành công và thành công hơn nữa thưa quý vị. Và ngay sau đây xin mời món quà. Bây giờ thì em có thể nhờ các anh Hoài Châu, các đứng Hoài Châu hãy giúp chúng em ạ. Tại vì lễ tân cũng toàn chị em thôi. Vâng ạ, và giải thưởng giải nhất của chúng ta đó chính là chiếc tủ lạnh Toshiba trong buổi tối ngày hôm nay. Vâng ạ, xin chúc mừng anh thật là may mắn ạ. Vâng ạ, và một tràng pháo tay thật lớn từ với quý vị để chúc mừng sự may mắn của anh được không ạ? Xin mời. Và sau khi các anh nói xong thì xin mời các anh sẽ cùng nắm lại sân khấu để kỷ niệm xúc phạm của chiếc luôn ạ. Rất tuyệt vời ạ.
chương trình. Chúng ta trân trọng cảm ơn ông Giáp Thành Đức rất nhiều với bàn tay vàng trong làn công tham trong buổi tối ngày hôm nay. Đó là xin mời anh. Vâng, thưa quý vị thân mến, đó ngay bây giờ. Xin mời quý vị, chúng ta đã uống rất say rồi thì bây giờ hãy cùng quẩy thật sung cùng với Team Chicken. Thank you.
được trân trọng cảm ơn tất cả các anh chị, cảm ơn những tình cảm mà các anh chị đã dành tặng cho Kim Dần Ngân trong buổi tối ngày hôm nay. Chúc cả nhà mình cùng nhau chào đón một mùa Giáng sinh an lành, ấm áp, yêu thương, và đặc biệt chúc tất cả các anh sẽ có một năm